máy Taro kim loại M3 tới M8 nhãn cầm tay, sử dụng khí nén ha. Chuẩn sẽ gồm có 1 2 3 4 5 con led, model là INM308 của Đài Loan ha. Chuyên dùng Taro trên khuôn mẫu sắt thép nhôm gang. Thì đây mình có cái mũi Taro M8 chuẩn zip ha. Mình sẽ thao tác lắp vô đi. Đó. Dùng hai cái khóa này siết lại thế vô ha. Ưu điểm của loại này là nhỏ gọn, cơ động cao, dễ sử dụng ha. Có thể là Taro ở mọi vị trí luôn, đặc biệt là Taro trên những cái thùng xe tải rồi đó, rất là thanh nhôm, thanh mấy thanh nhôm cửa nhôm rồi đó, rất là ok, nhỏ gọn.